hello uh, kính thưa quý vị và các bạn uh, như chúng ta đã biết thì hồi uh, mới đây cũng cách khoảng chừng một tiếng đồng hồ uh, thì uh, bên uh, facebook của uh, bên bà nguyễn phương hằng đã công bố là ông phổ Quang yên đã trả cho bà hằng gần 17 tỷ đồng gì đó cả nha thì uh, ban đầu uh, có rất là nhiều những cái nick facebook rồi những cái người mà ủng hộ cho bà cho ông phổ Quang yên uh, thì nói rằng bà nguyễn phương hằng đang đặt điều vu khống ông phổ Quang yên À, nhưng cuối cùng thì đến hôm nay à, chính ông võ hoàng yên đã tổng kết và trả lại tiền cho bà hàng à, cái này kêu bằng trả đợt đầu đó cả nhà vậy thì những cái người mà mấy hôm nay nói rằng à, bà hàng du khống ông võ hoàng yên đó thì à, đã thấy sao ta Tất nhiên là thấy à, cảm thấy họ đang bảo vệ một cái gì đó sai sai sự thật rồi đúng không cả nhà chính vì thế á à, chúng ta thấy rằng có một số nick facebook đang có cái dấu hiệu là À, không không biết quay đầu quay đuôi không nhưng mà cảm giác như họ đang muốn dừng lại họ không có muốn bảo vệ không muốn tiếp tục đi theo cái con đường sai trái đó nữa và cái người mà có ảnh hưởng nhất ở trong cái nhóm à, kêu bằng nhóm bao che bảo vệ trong võ hoàng yên đó là cái nít vô thường à, cái nít vô thường này thật sự thì từ đầu à, đã cố tình nói rất là nhiều những cái chuyện sai sự thật à, về bà phương hằng về tất cả những cái gì mà À, bên à, cái nhóm mà bảo vệ lẽ phải người ta đưa ra ít vô thường này đều bẻ công sự thật một cái bẻ công sự thật mà mình xác nhận luôn nó là sai hoàn toàn đó là khi anh chàng này nói về luật sư vũ đây anh chàng này nói về luật sư vũ để mình đọc cho cả nhà nghe cái đi rồi, à, rồi mình sẽ phân tích cái chuyện này nó hoàn toàn sai đâu rồi không biết nữa À, anh viết luật sư vũ rất là sai rất sai sai trầm trọng luôn đây cái uh, status anh này viết để cách đây 3 ngày anh viết uh, trần quốc vũ mạo danh luật sư bởi vì tìm trong danh sách luật sư không có tên trần quốc vũ uh, có một thời gian nó phụ việc cho văn phòng luật sư sau khi chấm dứt hợp đồng thì nó chỉ ở nhà chăm con và làm youtuber kiếm tiền cho nên nó phải cố cài view bằng cách bưng bô bờ đích bên nào đang được số đông ủng hộ bất chấp đúng sai trong vụ thiền em nó đặt điều vu khống nhục mạ thiền am nhưng họ chỉ im lặng chỉ có fan của họ lên tiếng đáp trả và ngài xử ông thắng ở tòa nó thấy không có ai bầu chữa cho ông thắng nên nhảy lên đòi bầu chữa nhưng đã bị đuổi khỏi tòa ngay Tòa nói luật sư muốn bào chữa cho thân chủ trong phiên tòa thì trước đó phải nộp giấy tờ cho tòa để xin nhận bào chữa cho thân chủ và phải được sự đồng ý của tòa. Chiên, chuyện căn bản như vậy mà nó cũng không biết thì làm sao làm luật sư được. Thằng Vũ còn bị Coloman Đường Quân đập một gậy vì vi phạm bản quyền. Đó, một status anh này nói về luật sư Vũ. Chúng ta thấy nó rất là sai trái, sai trái một cách nghiêm trọng luôn. Anh này anh không biết có... À, tự xưng là bác sĩ là cái người à, đã học đại học, đại cử nhân nhưng mà không biết à, thế nào mới gọi là luật sư để hành nghề để bảo vệ thân chủ trong phiên tòa, bởi vì có văn phòng luật sư, có à, có giấy mời à, giấy của tòa thì mới được làm luật sư để bào chữa chứ đâu phải khi không muốn đăng ký là đăng ký, ai không có bằng luật sư, không có văn phòng à, thì thì cũng đăng ký được sao? Anh này một cách là rất là sai sai trầm trọng và cái đặc biệt ở chỗ đó là anh này nói rằng trong vụ thiền am à, ở phiên tòa xử ông thắng á ông vũ không thấy không có ai bào chữa cho ông thắng nên liền nhảy lên đồi bào chữa đâu có ai khùng vậy trời ơi ông ông nếu mà ông có học đại học thì cũng xích sạch google lại đi chứ đâu có cái gì vậy trong khi á không biết ở đâu đâu á, nhảy vô phá một câu vậy người ta chứng kiến từ cái vụ việc ban đầu cho tới phiên tòa xảy ra như thế nào thế nào ở đây còn ngồi đó phán nói rằng luật sư vũ bị đuổi ra khỏi tòa do tự ý lên là bào chữa hả trời ơi sao mà nói chuyện mà mà không có biết kiểm chứng để người ta cười vô mặt vậy anh anh chàng vô thường này bác sĩ mà nhục cho cái ngành nghề của tôi quá vậy anh phải xem lại rồi hả phát biểu phát biểu như đúng rồi vậy đó luật sư vũ là người được đại diện cho bà châu vinh quá đại đại diện cho gia đình ông thắng để bào chữa trong cái vụ việc có cố ý gây thương tích đó rồi người ta xử tới cuối cùng phiên tòa và sau phiên tòa thì luật sư vũ đi ra và báo cáo kết quả của phiên tòa hầu như là tất cả những video đó video clip đó còn ở trên mạng rất là nhiều ngay cả trên kênh mình vẫn có một cái video clip cập nhật cái tình hình cái kết quả sau cùng của phiên tòa đó à, vậy thì anh chàng này vậy là có tin tưởng được đúng không cả nhà không thể tin tưởng được nữa đúng không còn là xuyên tạc còn là nói những cái điều nó không đúng sự thật nói cái chuyện này đó mình đã đánh giá anh này là một cái người không có đàng hoàng rồi đó à, đó là cái chuyện của luật sư vũ còn rất là nhiều cái chuyện để nói nhưng mà chỉ cái đơn giản vậy thôi tại vì mình đã chứng kiến cái phiên tòa mà đó à, rồi gần đây anh có rất là nhiều như là cái vụ mà bà nguyễn phương hằng à nói rằng à, là đi à, lấy những cái chiếc chuông về đó thì anh này cũng có ghi một status rằng á à, là vợ đại gia dũng lò vôi À, đi ăn cướp vào trưa ngày hôm nay 5 tháng 5 năm 2021. Anh ghi rằng vợ đại gia Dũng Lò Voi cho nhóm công nhân cùng với đám YouTuber côn đồ đi xe tải đến cướp bộ chuông cổ quý hiếm và các đồ vật khác của chùa Hưng An Tự nhưng đã bị công an và các cư sĩ trong chùa ngăn cản lại. Dàn co từ 10 giờ đến 13 giờ 30. Hiện nay 14 giờ họ đã kéo quân về trong sự tức giận cái đám youtuber của bò hàng rất hung hãn vào chùa mà lũ đó còn chửi tục tiểu la lối đại gia vì mà nhục quá vậy nguyễn phương hằng hình bên dưới là chiếc xe bà hằng kêu đem tới để chở đồ ăn về à anh ta nói nói vu khống cả nhà thấy không tự nhiên chụp hai cái hình này lên rồi nói là người ta ăn cướp người ta giành giật thế này thế kia nếu mà sự thật là như vậy á thì anh không quay video clip lên đúng không về thời buổi công nghệ mà bây giờ nói không quay video clip lên được không có ghi âm không có hình ảnh dàn co đi tự nhiên chụp hai cái xe cái này là nó thổi bùng lên là nói rằng người ta vô đó người ta cứ cướp cướp chuông phá chùa đúng không anh rõ ràng anh vu khống rất là trắng trợn mà cuối cùng sao cuối cùng thì sao cái livestream đó bà hàng bà nói rằng tất cả đều sập hầm ngay cả nick vô thường ngay cả micho phạm ngà hay những cái người mà bên phía đối lập đều sập hầm bởi vì bà hàng đâu có đến đó người ta chỉ đến đó, lấy những cái đồ vật của ông yên đó còn cái chuyện cái chiếc chuông này á, là sẽ sau này sẽ xử lý bằng cách đó là, là có cái nơi nào nhận á, rồi bà hàng sẽ có một cái công văn để uh, cho cái nơi tiếp nhận đó sẽ tự đó lên đến thỏa thuận với hương an tự và di chuyển cái chuông đó về cái chùa của họ chứ đâu có ai nói là bà hàng đem cái chuông đó về làm gì nó toàn bộ toàn bộ đã sụp hầm nhưng mà cái ông này ông đã thiêu dệt ra như một cái bộ phim hành động như thế này. cái nhà cái nít vô thường này nè rất là ác độc bởi vì đã thổi phòng lên mọi việc à, vậy mà có rất là nhiều người theo dõi chỉ là những cái người ở bên phía 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 bảo vệ ông võ hoàng yên thôi à, và một cái rất là buồn cười à, sáng nay khi mà hôm qua chứ khi mà bà hằng làm một cái live stream đó thì nick vô thường này còn xuyên tạc rằng là không có luật sư nào dám nhận bào chữa cho bà nguyễn phương hằng Đấy. thật sự nếu mà bà hằng cần luật sư thì luật sư vũ vẫn làm được luật sư vê lóc thì vẫn làm được thôi hai vị luật sư này vẫn có uh, uh, đang là là có thể nhận được người ta vẫn có cái giấy tờ để uh, giới thiệu để uh, bảo vệ thân chủ bảo vệ pháp lý cho những thân chủ được uh, nhưng mà người ta đâu uh, tại vì bà hằng tuyên bố là không nhận uh, không thuê luật sư ở trong cái vụ việc này uh, vậy mà anh này anh xuyên tạc uh, là không có luật sư nào dám nhận bào chữa cho bà nguyễn phương hằng À, rồi nói rất là nhiều à, nhưng mà cuối cùng thì sao cuối cùng thì bà nguyễn phương hằng phản pháo lại hết hầu như là anh ta bị sụp hầm một hố rất là nặng rất là nặng nề luôn thì cuối cùng à, mới đây cách đây hai tiếng đồng hồ vô thường đã tuyên bố dừng cuộc chơi đây đây đọc cho cả nhà nghe các bạn thân mến mình tham gia vào việc này đã hai tháng rồi mình cũng có một chút đóng góp trong việc vạch trần cái xấu cái giả dối đúng rồi anh đóng góp rất là nhiều luôn rất là nhiều về cái chuyện mà bẻ công sự thật nói sai sự thật vu khống bịa đặt rất rất là nhiều à, à mình tiếp nha hiện nay mọi việc gần như đã sáng tỏ rồi nên mình dừng tham gia vào việc này để tập trung vào công việc đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mình và mọi người à rất cảm ơn anh không biết tốt đẹp cỡ nào nhưng mà không thấy bót lên gì hết mà người ta người ta làm việc việc thiện người ta làm cái những cái quỹ như là mẫu team á thì anh xuyên Tạc nói rằng là à, sau này à, nếu mà bà hàng giận ai á thì lấy lấy tim người đó lại. Một cái nói cách nói rất là độc ác, rất là mang rợ. Nếu anh là một bác sĩ mà anh tuyên bố rằng à, khi là một cái cái quỹ um, từ thiện mà đi lấy lại như vậy á, anh thấy anh ác không? Vậy anh cái cái lương tâm cái ý đức của anh ở đâu? Sao tự nhiên càng nói tôi thấy càng càng nhục cho những cái người là cùng cái nghề nghiệp với anh vậy, trong đó có tôi nữa. Rất là 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 thấy nhục quá đi rồi mình viết nha em chân thành khuyên chị nguyễn phương hằng hãy thật sự trở thành người lương thiện đừng live stream nói gì nữa chị càng nói thì lòng chị càng hận và bị nhiều người ghét chị hãy âm thầm làm những chuyện tốt đời đẹp đạo rồi hữu xã tự nhiên hương sau này nếu có điều gì hay thì mình viết bài chia sẻ với các bạn cũng nhân dịp này mà mình kết bạn được với những bạn bè anh chị tốt vô thường ngày 7 tháng 5 năm 2021 đấy thì cái nít vô thường này tuyên bố là dừng cuộc chơi bởi vì đuối lý rồi nói tầm bậy không à nói ra gì cũng bị và hàng cho sụp hầm hay là cho những cái người phản biện người ta đẩy vào cái ngõ cụt hết đâu có giải thích gì được đâu nên buộc lòng phải dừng cuộc chơi thôi giờ càng bảo vệ thì nó lại càng lúng sâu vào những cái con đường sai lầm thì buộc phải dừng lại cái đó là một điều hiển nhiên rồi À, sớm không sớm thôi thì muộn anh cũng phải dừng lại thôi tại vì anh toàn là nói sai sự thật không mà dẫn dắt người, những cái con người uh, vô minh hiểu tầm bậy sự việc thì tất nhiên là là sẽ, sẽ bị đào thải thôi Và, ta thấy anh nói hoài mà nói tầm bậy không thì người ta cũng đánh giá được con người anh như thế nào rồi không tự xưng tự phong không à rồi cuối cùng là ai cũng nhìn ra được bộ mặt thật hết. À. Oh. Ê, sĩ nhục luật sư rất là nhiều luật sư vũ luật sư dỏm luật sư uh, vlog nhiều bởi đích tùm lum la nè đó. nếu không nếu mà nói luật sư này bởi đích bà nguyễn phương hằng vậy anh có bởi đích võ hoàng yên không trong khi những cái sự thật về võ hoàng yên đã phơi bài gần như là ra ánh sáng rồi hàng trăm hàng ngàn bệnh nhân nạn nhân người ta đã lên tiếng rồi, rồi sao anh không nhìn thấy những cái sự cái thật đó anh cũng là người nếu mà anh là bác sĩ anh cũng là cứu bệnh nhân vậy thì anh không thấy được nỗi đau của những bệnh nhân người ta đang bệnh hoạn sao? Đó, đây là một điều rất là ác độc nếu thực sự anh là một bác sĩ. Rồi xin chân thành cảm ơn cả nhà à, vì một con nhạn đã rời thuộc chơi. <laughs> xin chân thành cảm ơn và chào hẹn gặp lại.